thờ cha Tam bên cánh phải nè. Cái nhà thờ rất là nổi tiếng ngày xưa. Nhà thờ Francisco Xavier. Chân dây cà. Chúng ta sẽ theo thẳng một trục đường này, chúng ta sẽ đi về quận nhất. Quận 5 cách quận nhất khoảng 4-5 km. Cà ri gà, cà ri vịt, cà ri dê. Ngay số 861 Nguyễn Trãi. Chúng ta lại có đi ngang cái chú bán nước sâm rùa nè. Để em ghé uống nước sâm rùa thử ha. Để xem mùi vị thế nào nha. Chưa lấy con ly sâm rùa chứ. Nên đây là chợ chợ thủ đô. Mời bà con ly sâm rùa màu hồng hồng. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn bây giờ là 4:30 chiều. Ngày hôm nay mời cô chú anh chị và các bạn cùng lang thang khu vực quận 5 về quận nhất. Và nơi đây là giao lộ của đường Hồng Bàng. Thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về bến xe miền Tây, xa cảng miền Tây ngày xưa nè. Đường Hồng Bàng. Và nơi đây có một cái mall rất lớn, đó là Thuận Kiều ngày xưa, và ngày nay đó là Reson Mall, là ngày nay đó là Garden Mall, chút nữa nó lộn là Reson Mall rồi. Và thẳng hướng bên kia là Tổng Đốc Phương ngày xưa, và bây giờ là Châu Văn Liêm. Ở đây có chè Hà Ký bên tay trái nè, ngay cái nhà hồng hồng đó, chè Hà Ký đi lại tí. Cuối đường thì có bưu điện quận 5 và cầu Chà Bà đi qua quận 8. Và nơi đây là tiếp giáp của rất là nhiều ngôi chợ, trong đó có chợ Rẫy. Và khu vực chợ Rẫy nằm ở phía sau chúng ta đây, đó là bệnh viện chợ Rẫy. Nhưng mà ngày nay thì không có một cái chợ buôn bán nào hết ha, chỉ là bệnh viện tên là chợ Rẫy thôi. Nằm ở tiếp giáp giữa hai con đường Thuận Kiều và Nguyễn Chí Thanh. Ngày hôm nay thì em mời cô chú anh chị và bạn cùng lang thang ở quận 5 này ha, để chúng ta thấy được hình ảnh của Sài Gòn chợ lớn ngày hôm nay như thế nào. Để có rất nhiều cô chú anh chị hỏi, do là đi xa Sài Gòn lâu quá rồi, không biết quận 5 nằm ở vị trí nào nữa. Và ngày xưa quận 5 ngày xưa có một phần gọi là quận 7 ngày nay đó, ở bên đường Phạm Thế Hiển. Theo tài liệu em tìm hiểu là như vậy ha, không biết có đúng như vậy hay không thì cô chú anh chị em xin comment ha. Đó, bên tay phải chúng ta đó là tòa nhà Garden Mall ngày nay, đó là Thuận Kiều ngày xưa. Và khu vực này có cái chợ Thủ Đô, chợ Phùng Hưng, chợ Lão Tử, nằm trên con đường Phùng Hưng và Lão Tử. Thì ngày xưa là chợ Thủ Đô, khu rạp hát Thủ Đô. Ta sẽ lòng vòng trong những cái cung đường ở bên quận 5 này. Rồi mình sẽ đi về quận nhất. Mình sẽ đi một đoạn này thôi. Và chúng ta sẽ quẹo trái đi qua những cái xóm chợ. Chợ ở xóm Vôi đó. Với ngày xưa cô chú anh chị có còn nhớ xóm Vôi không ha? Xóm Vôi ở khu đường Trần Chánh Chiếu, chợ chợ Bến
bến xe miền đó, bến xe Chợ Lớn đó. Rồi ta sẽ quẹo trái nha. Và con đường này là đường Học Lạc. Thẳng đường này mình sẽ ra đường Nguyễn Trãi, rồi Khổng Tử, cũng là Hải Thượng Lãn Ông ngày nay đó. Mình cánh phải chúng ta có cái nhà rất là xưa nè, với mái ngói ngói phẳng, nhìn là biết kiểu ngày xưa. Và bên cánh cánh trái có một cái nhà hàng, đó là nhà hàng Cổ Đình, nhà hàng của Nhật, nhà hàng nướng của Nhật. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Nơi đây có nhà thờ Cha Tam. Nhà thờ Cha Tam bên cánh phải nè. Cái nhà thờ rất là nổi tiếng ngày xưa. Nhà thờ Francisco Xavier. Và cung đường Học Lạc này bán rất là nhiều đồ khuyến mãi. Nếu các anh chị và các bạn có nhu cầu mua xà bông hay là những cái quà tặng của những cái nhãn hàng đó, thì ở ngoài đây ha, con đường này bán rất là nhiều luôn. Thay vì mua đồng giá đúng giá theo giá niêm yết thì ở đây chúng ta sẽ mua giá sỉ, giá lẻ, rất là rẻ. Rồi mình sẽ quẹo phải đến cái chợ Trần Chánh Chiếu, dạo một vòng quận 5 rồi mình sẽ đi về quận nhất. Mình sẽ quẹo phải đường Trang Tử, một con đường rất là lâu ở Sài Gòn rồi nè. Con đường chuyên bán đồ dây ni lông, bao bố, giỏ đệm nữa. Bên cánh trái chúng ta sẽ đi qua đường Trang Tử, bên phải là đường Phú Hữu. Nơi đây có chợ gà, chợ trái cây buổi chiều rất là nhiều. Để em xem coi có gì lạ lạ không ha. Trái cây rồi dưa hấu. Trái lê, trái lựu. Thịt. Chanh dây. Cà. Thanh long 15.000 ký. Ồ, con đường này bán trái cây quá trời luôn. Nho, táo, bưởi. Sari. Chúng ta sẽ quẹo qua
đường Trang Tử luôn nè. Hôm nào em sẽ đi đi bộ để các anh chị bạn xem rõ hơn cái hình ảnh của ngôi chợ này, chợ Sớm Vôi, đường Sớm Vôi, đường Giang Tử, đường Trần Chánh Chiếu. Chúng ta sẽ quẹo qua đường Trần Chánh Chiếu. Tiếp gọn nữa rồi mình sẽ đi về quận Nhất, không qua con đường Nguyễn Trãi. Chợ chiều ở Sài Gòn. Giờ này bà con đi làm về rồi ghé chợ mua chút rau, chút thịt về nấu cơm chiều. Tới đây là khu chợ cá. Ở Việt Nam thì có rất là nhiều chợ, bà con gom lại thành một nhóm là thành cái chợ rồi, rất là đơn giản ha. Một người bán cá, một người bán rau, một người bán thịt, một người bán gà, một người bán gạo, một người bán tạp hóa. Vậy là đủ một ngôi chợ rồi. Cơ bản chỉ có như vậy thôi. Chúng ta sẽ quẹo phải theo đường Nguyễn Trãi đi về ha. Một số hình ảnh ở khu vực này để các anh chị hình dung được quận 5 là như thế nào. Rồi, chúng ta sẽ theo thẳng một trục đường này, chúng ta sẽ đi về quận Nhất. Quận 5 cách quận Nhất khoảng 4-5 km. Theo cung đường Nguyễn Trãi, và nếu mà các anh chị đến chợ lớn quận 5 này thì có rất nhiều con đường, đơn giản nhất đó là đường trục đường Trần Hưng Đạo. Khi đi thì đi đường Trần Đạo, mà khi về thì về đường Nguyễn Trãi. Hai cung đường này nó song song nhau và một đường lên một đường về, đường một chiều đấy ha. Trên đường Nguyễn Trãi này thì có đoạn quận Nhất và quận 5. Chúng ta đang chạy đây là đoạn quận 5. Đây giao lộ Đỗ Ngọc Thạnh, Đỗ Ngọc Thạnh và Nguyễn Trãi. Cà ri gà, cà ri vịt, cà ri dê. Ngay số 861 Nguyễn Trãi. Em thấy cũng chỗ đó cũng nổi tiếng nhưng mà chưa có dịp đến thử. Thì chúng ta lại có đi ngang cái chú bán nước sâm rùa nè, để em ghé uống nước sâm rùa thử ha, để xem mùi vị thế nào nha. Chú lấy con ly sâm rùa chú. Nên đây là chợ thủ đô. Mời bà con ly sâm rùa màu hồng hồng. Nó nhất nhất giống như là Nha Đam. Ấm ấm, uống nóng rồi.
nhiêu Dũng? 8 ngàn. Rất là rẻ ha, chỉ có 8 ngàn thôi. Rồi, ta tiếp tục ha. Em ơi, cho anh qua nha. Ly sâm rùa này uống nó nhớt nhớt giống như là nhựa đậu bắp vậy đó, và mùi thì không cảm nhận được cái mùi, còn vị thì vị ngọt ngọt, màu thì màu hồng. Lần đầu tiên em uống cái ly này luôn. Với cô chú anh chị có đã từng uống hay chưa ha? Nước sâm rùa tại giao lộ Phùng Hưng và Nguyễn Trãi, nơi chợ thủ đô, và chúng ta có mặt ở đây là giao lộ Châu Văn Liêm và cũng là cổng Gốc Phương ngày xưa. Chúng ta tiếp tục đi thẳng để về quận Nhất. Và cung đường Nguyễn Trãi này rất là dài, nối từ Bùng Binh Phụ Đổng cho đến đường Hồng Bàng. Và khu vực quận 5 thì nó một chiều thôi, còn khu vực quận Nhất thì nó đường này có hai chiều ha. Rồi nó qua luôn rồi, đang lỡ dở như dừng lại thì bị xe sau la, thành ra chạy luôn. Theo đúng ở Việt Nam là đèn vàng là phải dừng lại, nhưng mà đa phần thì đèn đỏ mà con mới dừng lại, đèn vàng người ta chạy luôn. Ở đây là đường Mạch Kiếm Hùng nè, ngôi trường Việt Tú ngày xưa đó, mà cô chú anh chị đã comment đó, các phụ huynh đi đón con em. Và chúng ta chạy tới tí nữa thì có chợ xã Tây đó. Hôm nay chúng ta cùng ngắm phố phường quận 5, tuy là không nhiều nhưng mà thời gian cũng rất là dài, thật ra cô chú anh chị thông cảm. Hội quán Nghĩa An ở đây, hôm nay chúng ta đi để bao quát một số hình ảnh để bà con có thể hình dung được khu vực quận 5 là như thế nào. Có nhiều cô chú anh chị thắc mắc quận 5 ở đâu. Ở đây là chợ xã Tây nè, cơm tấm xã Tây nè, cà ri gà, cà ri vịt nổi tiếng ở đây, nổi tiếng cà ri, cái miếng huyết của ăn rất là ngon. Đối với ở nước ngoài, theo cô chú anh chị chia sẻ thì những cái nội tạng của gia cầm, gia súc như là heo, gà, vịt thì không có được bán đại trà, nên thành ra có những cái mà ở Việt Nam có mà ở nước ngoài không có sử dụng. Tại vì cái nội tạng theo y học phân tích thì nó chưa rất nhiều cholesterol. Còn ít sổ rẻ vậy luôn. Mặn đường siêu ngọt 2 kg 10 ngàn, 2 kg 10 ngàn, còn ít sổ rẻ vậy luôn. Mặn đường siêu ngọt 2 kg 10 ngàn. Mặn đường 5 ngàn một ký. Bình thường bữa em mua tới 30 ngàn một ký, không hiểu sao lại bán có 5 ngàn một ký. Chắc có lẽ là
mận khúc cuối rồi, nó dập dập á. Tiền nào của nấy thôi. Và đoạn Nguyễn Trãi này đang làm đường lại nè. Ở Việt Nam thì đường xá có lẽ so với các nước hiện đại thì nó sẽ rất là bụi bặm, rồi ô nhiễm. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là quê hương. Khi đi xa thì cảm thấy nhớ nhớ, nhớ một cái gì đó. Một chút gió, một chút bụi, một chút ô nhiễm của Sài Gòn. Và hôm nay mời các anh chị, mời các bạn chúng ta cùng nhìn lại cái khung cảnh Sài Gòn buổi chiều. Chúng ta nhớ lại một cái buổi chiều nào đó khi còn ở Sài Gòn, cùng lang thang, rồi đi tản bộ, đi dạo. Đi tập thể dục. Trên đường đi thì có bắt gặp một số hình ảnh bán chuối, bán dừa, bán nước. Rồi chúng ta cũng tấp vô, mua vài cứ linh tinh dọc đường. Cái cảm giác rất là yên bình ha. Đối với những nước phát triển như Hoa Kỳ, Pháp thì có lẽ những hình ảnh này sẽ không có. Và cái tỏ lấy một hình ảnh hiện đại hơn. Và sự tấp nập hơn, rồi bận rộn hơn, không có hình ảnh yên bình như vậy đâu ha. Người ta đang có mặt ở đây giao lộ Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Trãi. Nếu mình quẹo phải thì sẽ đi lên cầu Nguyễn Tri Phương, qua đường Phạm Hùng, qua đường Chánh Hưng đó. Thông qua những cái video về những cung đường thì em nhận lại rất là nhiều comment của chú anh chị, nhận lại rất là nhiều lời cảm ơn. Mỗi ngày, mỗi sáng mở điện thoại lên và đọc những cái comment của cô chú anh chị, đó là niềm hạnh phúc của Vinh Lâm TV. Nhân đây thì em cũng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với các anh chị và các bạn. Cảm ơn vì sự quan tâm ủng hộ. Thông qua đó thì em cũng xin chia sẻ đến tất cả các anh chị những cái comment kia, những comment đã chia sẻ thì em sẽ lần lượt đi hết. Các anh chị các bạn yên tâm ha. Chúng ta đang ở đây là cung đường Nguyễn Trãi nè. Bữa chúng ta có đi dạo đây mấy lần. Khu vực này bán rất là nhiều đồ ăn. Ngay giao lộ Nguyễn Trãi, Nguyễn Duy Dương, mua sắm quần áo rồi sống xong chúng ta đi ăn uống luôn. Cuộc sống rất là thanh thản, thông thả, không có vướng bận, vui vẻ. Tắt nằm chưa? Bảo đây là